Quý vị các bạn thì sau đây công ty Vi Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cái bút vẽ mỹ thuật hay gọi là Airbrush IGA 135 của hãng Unica Đài Loan. Thứ nhất là chúng ta sẽ có cái chứng nhận của hãng đây. Đó, chứng nhận của hãng Tabby Taiwan. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái loại của cái bút vẽ này là loại cò dưới nhá. Thì nó sẽ có hai nấc, một nấc ra hơi, một nấc ra sơn. Thì trên này nó sẽ có này, đó, có cái mã của súng này, IGA 135 này, Made in Taiwan này. Thì đây là cái nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít này, đây là cái cò để bóp ra này, còn đây là cái đường vào sơn này, đường vào sơn, đây là đường vào hơi đó. Thì chúng ta có thể là gắn cái dây dẫn sơn 64 vào đây đó. Thì đây là súng bút súng vẽ hay là bút vẽ này sẽ có hai cốc đựng sơn. Thì chúng ta chú ý là khi chúng ta vặn vào ha, thì chúng ta sẽ vặn cái ren này trước, vặn cái ren ở cái cốc trước này để cho nó vào cái cốc đó, nó vặn đến một cái nấc mà chúng ta muốn thì chúng ta siết cái con ốc này nọ đó, thế là chúng ta sẽ gắn nó sẽ chặt lại được cái cốc đó. Cái kiểu thiết kế của cái bút vẽ này là như vậy đó. Thì cái ngoài ra thì trong bộ á, thì nó sẽ có thêm là cái cà lê để chúng ta có thể mở cái đầu của cái bét. Đó, đây là cái bộ phận bảo vệ kim này. Đó, bộ phận bảo vệ kim này. Đây. Đấy, đây là bộ phận bảo vệ kim. Đó, đây là chúng ta thấy một cái kim rất là nhỏ, trong này kim rất là nhỏ. Thấy không? Thì giờ tôi sẽ gắn lại cái đầu này lại. Đó, tôi sẽ gắn cái đầu này lại. Ngoài ra thì ở trong này còn có thêm cái backlit, để chúng ta có thể chúng ta sẽ xem được các cái linh kiện ở trong cái bút nó gồm những linh kiện nào. Đó, thì cái kim bét của cái súng vẽ này sẽ là 0.35 mm, loại double action. Loại double action có nghĩa là nó có hai hành động, một hành động ra hơi này, một hành động ra sơn, người ta gọi double action. Thì ở đây nó sẽ có hai cái cốc đựng sơn, một cái cốc là 7 ml và một cốc 15 ml. Đây là cốc 7 ml và cái cốc mà tôi đã gắn vào cái bút này là 15 ml này. Đó, chúng ta nhìn này, cái bút vẽ mỹ thuật IGA 135 nhé, của hãng Unica Đài Loan. Đó, thì ở trong này á, trọng lượng của bút á, là 0.35, 0.305 kg, đó nghĩa là cỡ 3 lạng. Thì chiều dài của nó 150 mm, đó, chiều dài là 150 mm. Ngoài ngoài cung cấp các cái bút vẽ rồi các thiết bị của hãng thì công ty Vi của Việt chúng tôi còn cung cấp rất là nhiều các cái linh kiện. Giả sử chúng ta có các linh kiện ví dụ như là cái đầu bét này, cái đầu kim bét á, đó, người ta đây là cái này người ta gọi là cái đầu bét nhé. Đó, nó nhỏ xíu ở trong này thôi. Đó. Đó. Thì đây là cái đầu bét này cũng rất là hay mòn, nên bởi vậy là chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ các linh kiện này cho quý khách. Đó, đây là cái này. Tiếp nữa chúng ta sẽ có cái kim. Đó. Tiếp nữa chúng ta sẽ có cái kim để chúng ta có thể mua thay thế khi mà chúng ta cần. Đó, đây là cái kim nhá. Đó. Thì trên đây thì công ty Vi của Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái IGA 135 này. Thì để ủng hộ kênh thì các bạn vui lòng like, share, subscribe. Xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt các bạn. Chúc các em thành công.